Hello các bạn, mình là Helper đây. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một tựa game rất vui, rất bựa và do người Việt Nam mình sáng tạo, đó là thử thách 14 tỷ. Các bạn cứ lên CH Play và rõ là thử thách 14 tỷ thì nó sẽ ra. Đây, đây là những bình luận có vẻ chú hài HL14 chuyển vào là không tin hoạt được, bỏ qua chuyện game là một, nói chung là dân dân và nhân dân nói về cái con game này nghe là nó hấp dẫn. Đây nó là một tựa game nói về lũ lụt miền Trung và việc quyên góp 14 tỷ, nói nghe là hấp dẫn với những gamma thường xuyên trong thời điểm nóng bỏng như hiện nay. Đấy, đấy rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào với game. Đấy, let's go. Đấy, đó là trận, đấy là trận lũ lụt miền Trung vào năm ngoái cực kỳ khó khăn. Đấy, người dân phải sống cực kỳ khó khăn và cực khổ. Đấy, có một chú hài là cứu trợ miền Trung, cầm một cái lon, một cái thùng quyên góp. Đấy, là quyên góp 14 tỷ. Nó có lồng tiếng nha các bạn. Đấy, chơi game thì này rất là vui. Mà game này khó vãi cái chưởng nha, mình chơi mấy trận mà cũng được. Chúng ta sẽ bắt đầu, let's go. Đấy, đầu tiên mình có điều khiển. Ok, giờ này nhấn nè. Đấy, chúng ta cứ nhảy, ăn tiền thôi, đấy. Chúng ta ăn được hai cọc tiền đầu tiên thì nó sẽ bắt đầu hiện ra một cái bóng để đuổi theo chúng ta. Chạy rồi. Hư nè. Ok, nhấn quái trái này. Sao bắt được anh? Hư nè. Vì còn nhảy qua đéo lên. Ây da, lại nè, ok, mâm lộn các bạn ơi, vô. Đấy, đây là một tựa game cũng, nếu xét riêng về game này thì game này cũng khá, đồ họa khá là đẹp mắt, điều khiển thì cũng khá là linh hoạt. Tiếc là game này khó phải ra chữ nha, các bạn ăn từ 100 mấy triệu là maximum rồi đó. Đấy, bạn nào nếu thắng được 14 tỷ hãy comment xuống phần bình luận để mình biết, mà không hiểu sao cái phần bình luận của cái kênh của mình lại bị tắt nữa, vô bật lên rồi mà nó cũng tắt nữa, không hiểu luôn, nên mình có thể chỉnh sửa vào thời điểm sớm nhất, mong các bạn thông cảm. Đấy, nhảy hư nè. Đấy, giờ xuất hiện hai cái bóng mới được có 9 triệu, 10 triệu thôi đó, 11 triệu. Ôi, có hùng nguyên gấp rồi, cho anh nhảy lên, nhảy lên. Hoài 111 triệu. Ôi, xuất hiện một con ma, xuất hiện một con ma, không biết con ma này là cái gì đó. Ấy 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 da, con ma này nó biến ra. Xin lỗi nhá. Chào. Game khá là thú vị, các bạn nhớ tải về chơi và xem mình đạt kỷ lục là quyên góp được bao nhiêu tỷ, liệu có được 14 tỷ hay không nha. Cái game này thì nó khá là sống động. Cái bóng này thì nó đi theo mình, nó theo những cái hoạt hành động mình, giống y hệt luôn. Đấy, nó cứ y hệt vậy đó, thì các bạn cứ chạy tới đừng chạy lui thì nó sẽ không bao giờ mà bắt theo được. Quan trọng là chúng ta có thời gian không để đấy, làm được. Nó chỉ khó khi chúng ta ăn cỡ 100 triệu trở lên đó, là có con ma kia khó hơn. Chứ mấy cái bóng này thì đơn giản hơn. Vậy là hư nè. Đấy, bên đây nó không qua được bên kia. Đó, khi chúng ta ăn thùng từ thiện này lên, đó, con ma xuất hiện. Cực kỳ khó luôn. Đó, nguy hiểm. Đó, tại hư nè. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình ngày càng phát triển. Bye bye.